Ngày 19 tháng 1 năm 1948, trong mấy hôm họp hội đồng đã quyết mấy vấn đề quan trọng này. 1. Về quân sự. A. Tặng phong các tướng sĩ. Võ Nguyên Giáp, phong đại tướng, tổng chỉ huy quân đội quốc gia. Nguyễn Bình, trung tướng, chỉ huy miền Nam. Nguyễn Sơn và một vị nữa, thiếu tướng. Còn từ đại tá trở xuống, rất nhiều. Đó là một đoạn trích trong nhật ký của nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến, người được tham gia và chứng kiến sự kiện trọng đại của lịch sử. Phiên họp Hội đồng Chính phủ từ ngày 17 đến 19 tháng 1 năm 1948. Trong phiên họp có nội dung về việc phong quân hàm cho một số tướng lĩnh lúc 7 giờ. Trong hoàn cảnh kháng chiến, phải hơn 4 tháng sau, sắc lệnh số 110SL ký ngày 20 tháng 1 năm 1948 thu phong quân hàm đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp mới được công bố. Ngày 28 tháng 5 năm 1948, lễ thu phong quân hàm đại tướng lần đầu tiên trong lịch sử quân sự Việt Nam được trang trọng tổ chức trong một căn nhà nhỏ nằm dưới chân đồi Pù Đôn, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Năm 48 là năm Bác quyết định phong hàm tướng, mà đại tướng cao nhất, duy nhất cho một người, đó là đồng chí Võ Nguyên Giáp, lúc bây giờ có 37 tuổi. Mà đến đại tướng khi về với Bác, 103 tuổi, vẫn chỉ mang lon đại tướng vì không còn lon nào cao hơn nữa. Có một lần phong thẳng từ chỉ huy du kích lên thẳng đại tướng năm 48, để chuẩn bị cho năm 54 Điện Biên Phủ. Thế lúc bây giờ thì là các nhà báo nước ngoài mới cứ phỏng vấn Bác. Họ hỏi Bác là chủ tịch có thể vui lòng cho biết nguyên tắc phong tướng cho ông Giáp của chủ tịch là gì được không? Bác trả lời ung dung thế này này. Nguyên tắc của tôi dĩ nhiên là có, rất đơn giản và dễ áp dụng. Thắng tướng phong tướng, thắng tá phong tá, có thế thôi. Lịch sử còn khắc ghi giây phút xúc động và thiêng liêng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố nhân danh Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trao cho chủ chức vụ đại tướng để chủ điều binh khiển sĩ làm tròn sứ mạng mà quốc dân phó thác cho. Từ những lời can dặn đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của quân đội nhân dân Việt Nam, đã cùng với quân và dân cả nước lập nên những chiến công hiển hách, mãi mãi khắc ghi trong lịch sử hào hùng của dân tộc cho đến mãi sau này. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người chiến sĩ cách mạng trung kiên, người học trò xuất sắc gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là vị đại tướng đầu tiên và tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam, là một cái nhà quân sự thiên tài và một cái nhân cách lớn được nhân dân kính trọng yêu mến và được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, là đại tướng của nhân dân, đại tướng của hòa bình. Và cái suốt cái cuộc đời của đại tướng thì gắn liền với cái sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta, và là cái người con ưu tú của dân tộc và người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Thì đối với các thế hệ cựu chiến binh thì rất tự hào về đại tướng Võ Nguyên Giáp, bởi vì là các cái thế hệ cựu chiến binh là đã từng là cán bộ chiến sĩ của đại tướng, dưới quyền chỉ huy của đại tướng, và cán bộ chiến sĩ quân đội ta là tôn vinh đại tướng là người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Và khi về cựu chiến binh thì là đại tướng là chủ tịch danh dự của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cho nên rất có nhiều ý nghĩa. Tên tuổi, sự nghiệp và chiến công của đại tướng Võ Nguyên Giáp in đậm trong lòng nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Quảng Bình nói riêng. Tự hào về đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp, thế hệ hôm nay càng tự hào hơn về các thế hệ cha ông đã chiến đấu vì một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.